dưới tất cả các bác yêu lan à, hôm nay à, giới thiệu với khoe các bác là một cái dòng lan à, nó gọi là đen dô xuân à, cánh trắng và họng tím à, nhìn cũng khá bắt mắt và có mùi thơm rất là dễ chịu à, chúng ta cùng tìm hiểu với cái dòng lan à, đen rô xuân này nhé à, hôm nọ thì đứng quay clip bên cạnh cái giỏ hoa này Thế nên là rất nhiều bác cứ gọi điện hỏi là nó là loại gì và giá trị nó ra sao rồi nói chung là được gọi hỏi về nó thì hôm nay tôi cũng làm một cái video ngắn ngắn để nói lại cái loại lan này để cho các bác cùng chúng ta cùng tìm hiểu nhé. À, thì thưa các bác là trong các loại mà gọi là lan các loại lan siêu tầm để mà trồng thì nếu mà người chơi lan để thưởng thức thì chúng ta rất mong muốn là 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 à, sưu tầm được nhiều mặt hoa, nhiều loại hoa ở trong vườn của chúng ta. Cái thứ hai nữa là à, làm sao ấy là mùa nào chúng ta cũng có hoa nở ở trong vườn. Thì à, tạo cho cái cảnh quan vườn à, và nhà của chúng ta lúc nào nó cũng À, gọi là có hoa để trang trí và nó có mùi à, thơm hoặc là, là, là hấp dẫn đấy làm sao cho chúng ta à, tạo cái sự à, sảng khoái đấy, vì à, hoa lan ấy thì là như vậy thì chúng ta đều đi à, sưu tầm đây ngày xưa tôi cũng sưu tầm được cái loại loại này đấy, dòng lan Đen rô xuân à, năm cánh trắng họng tím <laughs> thì cứ cho nó là cái loại gọi là đột biến gì các bác nhỉ cái này nó gọi là đột biến đi chứ nó cũng trắng tinh mà cánh trắng tinh thế mà họng thì tím Đấy. các bác nhìn nó cũng rất là đặc biệt đúng không là một dòng tôi thấy là đẹp trong cái dòng đột biến rô xuân nó đen rô xuân có rất nhiều loại đây là chỉ là một loại trong cái cái dòng đen rô xuân thôi Đấy, thì tôi thấy họ lai tạo được rất nhiều các cái 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 dòng mà cái loại mà đen rô xuân này mà nó có mặt hoa à, cũng rất đẹp thế rồi có cả mùi thơm đấy, thì là cũng là rất là, là thú vị cho chúng ta sưu tầm. Đấy, ngoài ra thì trong các cái loại thì nó cũng có nhà tôi thì sưu tầm được ba uh, loại các bác ạ hiện tại là nhà tôi có ba loại thôi đây là một loại thứ hai thì cái này hoa nó tím đấy cái về cái khuôn bông thì hoa có phải là to hơn đấy. khuôn bông hoa to hơn và cũng à, cánh thì hồng tím và họng thì là thâm thẫm thẫm màu, màu 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 tím thẫm màu tím thẫm và viền thì vòng thì vẫn là cái là màu trắng lưỡi thì vẫn phất tím đấy. nhìn nó cũng rất là thú vị đấy. Đây là một loại một màu khác với nhé, màu đấy cánh nó hồng hồng, phớt hồng. Đấy, nhìn cũng ấn tượng. Mầm gốc cũng đang phát triển rồi. Thế hiện tại thì mầm gốc đấy, các cây là đều mầm gốc bắt đầu đã phát triển, đã nảy lên rồi. Thì tất cả các loại lan nói chung thì nó cũng có một cái giống giống nhau là 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 khi mà cái uh, hoa nó nở thì ở mầm gốc là phát triển uh, cũng đã khá tốt rồi đấy, chuẩn bị uh, khi mà hoa tàn thì bắt đầu bộ rễ uh, của cây phát triển tự nhiên đấy, phát triển là tốt thì uh, một cái dòng này thì nó cũng rất là đáng chơi tôi thấy trong cái bộ sưu tập của chúng ta phải nên có các bạn uh, phải nên có cái loại này thứ nhất là màu sắc của bác uh, của bác cũng quan sát đấy màu sắc cũng rất là đẹp thứ hai nữa là cái riêng cái dòng trắng này nó, nó lại còn có mùi thơm nữa mùi thơm rất đặc trưng man mát nhẹ nhẹ thôi đấy, và rất là rất là dễ chịu đấy, rất là dễ chịu đấy, hai nữa là nó nở vào mùa xuân vào mùa xuân nhá có thể là có năm nào mà à, ấm áp hoặc là ngon lành thì nó nở vào đúng tết đấy thế nhưng mà cái dịp này thì nó là ngoài tết rồi thì là nhưng mà nó vẫn gọi là đem vô xuân mà nên là nó nó vẫn nở vào xuân nên là mùa xuân là cái mùa mà chúng ta cũng háo hức trong một năm à, mà có hoa nở trong vườn à, nó là một cái gì đó cũng rất là thú vị Đấy, nên là à, dòng này thì về cái cách à, nhân giống thì nó thuộc là cái dòng đa thân các bác nhé nó thuộc là cái dòng đa thân thì à, gốc rễ của nó mọc giống như kiểu thuộc à, à, các cái loài đa thân khác như phi điệp ấy nó cũng giống giống thế thì các cái thân này các bác có thể tách rời ra từng thân già này để nhân giống này cũng được này. Đấy khi mà nay mai ra hoa xong tách những cái thân già này nó còn cái mắt nào, đấy còn cái mắt nào nữa là nó sẽ lên đấy, thì là cũng rất dễ. À, chất trồng thì rất cũng đơn giản. À, nên như tôi đây tôi trồng bằng vỏ thông. đấy cả miếng xốp tổ tướng này, xốp để dưới để cho nó uh, thứ nhất là nó nhẹ chậu hai nữa là uh, thoát nước thứ ba nữa là đỡ tốn giá thể thế còn chăm bón thì nó cũng giống hệt như cái loại kia thôi à, như thế này sau đó là à, à, phân à, tan chậm ấy chúng ta rắc ở cái vỉa vành ngoài này độ như cái cây thì độ khoảng cho độ khoảng 20 mươi hạt rắc xung quanh vành thì ấy này hoặc là chúng ta dùng cái 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 phân tan chậm đấy cộng với phần à, như tôi thì tôi có cái phần bò ấy đã gọi là À, ủ với nấm sau đó tạo thành cái viên đấy thế là trộn lẫn với nhau á, với tỷ lệ là ví dụ như hai phân trâu một cái phân uh, tàn chậm à, nhật ấy. đấy. sau đó là à, cho vào cái giấy uh, cái, cái 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 vải hoặc cái tất hay là cái lưới đấy xong rồi đặt lên trên mặt này đặt xa ra, phía ngoài này thế là cây cái rễ này nó sẽ à, à, tìm đến phân và nó hút dinh dưỡng cây cũng khá là tốt đây là trồng như này là cũng thế này là cũng năm nay là thế cũng được được rồi đấy, cây này thì nó không dài lắm nhưng mà như thế này là đấy mà các bác lưu ý nhé cái thân già của năm ngoái nhé cái thân tơ đương nhiên nó ra hoa những cái, những cái thân già mà nó vẫn còn cái mắt là nó vẫn ra hoa nhé cái này nó đặc biệt đặc, đặc biệt hơn một số loại khác là à, nó giống như kiểu cái dòng đùi gà ấy hoặc là gì đấy thì nó cũng cái thân già mà nếu có mắt ngủ còn mắt ngủ là nó sẽ lên đấy, còn cái mắt ngủ là nó sẽ ra hoa các bạn nên là nó khá thú vị nên là chúng ta đừng những cái mắt hoa mà mắt thân già mà nó nó chưa già lắm ấy thì chúng ta cứ để lại nó vẫn còn mắt ngủ là nó sẽ ra hoa tiếp trong năm tới đấy nên là nó rất là đẹp hãy tận dụng được hết đây này đây, đây như các bác minh chứng cho các bác nhìn này à. đây nha đấy đây là thân tơ thì không nói được nhá. Như đây cái thân già các bác này, già cốc đế này. Cũ kỹ này, này. Đấy. Thế nhưng mà đây, đầu ngọn vẫn ra được hai bông hoa. Đấy, chứng tỏ là nó rất hay đấy như thế. Đây nó cũng là một cái thân già đấy nhá. Nó cũng ra hoa đấy. Đấy cái này là còn năm là ông bà cái này là, là 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 gì nhỉ? Là bố mẹ còn cái hội này là vừa với mới mới <laughs> mới phát triển năm vừa rồi đấy thì nó tơ hơn nó vẫn còn lá cơ nhưng mà cái thằng uh, gọi là cái cụ kỹ ông bà này là vẫn ra hoa vẫn ra nụ bình thường đấy nó rất hay như kiểu nó có một cái tôi không biết là cái dòng này nó lai từ cái loại gì nó ra loại gì nhưng mà nó thuộc là lai với dòng hoàng thảo ví dụ như là đùi gà hay là gì đấy nên là nó có cái đặc biệt đấy rất hay các bạn nên là à, cái này chúng ta cũng nên sưu tầm lấy à, một cụ thực ra là mua các bác hỏi mua tôi cũng có đi nhưng mà đây tôi cũng ít quá thì tôi cũng chẳng bán đâu không có nhiều mà chia sẻ thì các bác cứ tìm đến ở trong các cái à, shop hoa lan họ bán à, trên online hoặc facebook cái gì đấy tóm lại là có những cái mặt hoa à, ưng ý các bạn bác, bác chọn lấy một hai ba loại hay là nếu có điều kiện thì chọn mỗi thứ một loại mỗi thứ một giỏ làm sao mùa xuân của chúng ta đến cái lúc này À, chúng ta có các loại hoa để chúng ta cùng thưởng thức uh, trong cái dịp này đấy, để biết các mặt hoa để so sánh các mặt hoa với nhau <laughs> Đấy là rất là hay vâng thì qua mấy phút à, tôi cũng khoe các bác cái um, hoa dòng đen xuân này thì nó là một cái dòng mà chúng ta uh, cũng rất uh, đáng sưu tầm trong cái uh, bộ sưu tập hoa lan mà để chúng ta thưởng thức À, thì các bác à, sẽ tìm mua những cái loại như này à, về để trồng các bác nhé. À, giờ xin à, chào và hẹn các bác vào các clip sau. nếu các bác mà thấy à, video à, vui vẻ hấp dẫn thì các bác à, cho xin một like hoặc các bác nào chưa đăng ký thì chúng ta cùng đăng ký kênh của tôi à, Thiên về à, chăm sóc lan thôi đơn th đơn thuần có nghe là một cách cơ bản Đấy, để chúng ta thưởng thức những cái à, những cái gọi là tuyệt tác của thiên nhiên mà đã ban tặng cho chúng ta Xin chào các bác